phút. Tam phương từ hướng, kiểu gì cũng chết. Địch xài. Cái pha map này thì thực ra là có thể cũng không chính xác nữa đâu. Nhưng mà cái vụ công pha Max G2 hết sự gần đi cũng tốt cảm giác nhé. Về cảm giác của tôi nhé, hoặc có thể là tôi sai. Tôi chỉ cảm thấy là không, tôi không dám khẳng định tốt đúng, mà có nguy cơ tôi sai. Tức là này, cái đường đạn ấy của con pha Max G2 hết sự gần ấy là có xu hướng là nó bị kiểu nó khó điều khiển, khó kiểm soát. Đương nhiên thì nó chỉ là cảm giác của tôi thôi. Đấy mới chỉ là cảm giác của tôi chứ chưa chắc cái gì tôi nói chính xác. Đây, cả đời thì biết Silver à? Wow, bị đi bị kép. Này, tí ra pha map G2 nên là vít thay vì được vít hết 900. Ôi, thôi, quay video. Pha map G2 mà lên vít thì thôi. Khác mẹ gì ấy. Vùng bão tuyết. Ngay cả anh nhỉ, không phải. Vùng bão tuyết. Ừ. Nó đấy, vùng bão tuyết. Và tôi nghe nói là con không phải. Có một cái vùng bão tuyết khác thì nó lại là hàng Mỹ Việt Nam, nhưng sau đó thì Việt Nam cũng gỡ rồi. Oh shit. Đọc tuyên cái kế luôn. Và công nhận bây giờ con này là dễ kiếm nhất rồi. Bởi vì con này là báu vật GP. Và tôi vẫn hơi bực một cái là cái gì nhỉ? Cái bản original thì bọn quan thầy vẫn đi éo cho nhập về. Và bây giờ nó cho GP này thì tốt nhất là con Farmax original nên lấy. Có biết tại sao con Farmax đến như shit không? Bởi vì đơn giản là đấy là Farmax F1. Đây là Farmax F1. Cái con Farmax mà trong cửa GP mà chúng ta hay biết thì nó là Farmax F1. Farmax F1 chứ không phải là Farmax G2. Hai con Farmax khác nhau nhé. Hai mô đen hoàn toàn khác nhau. Phòng AF và Iwoku về Việt Nam Total Speed, tôi đồng ý. Bởi vì bây giờ cái việc mà con mấy cái đám Skullagon này nó về Việt Nam ấy thì đó là một cái động thái phải nói là cực kỳ quan trọng. Bởi vì con phải biết một điều là con phải bắt mấy cái con Skullagon ấy. Ban đầu tôi đã có cái nỗi lo là không về Việt Nam, bởi vì mặc dù nó ra từ rất lâu rồi nhưng mà Việt Nam chẳng nhắc về đâu, trong khi thằng Phi xong rồi là Nga ngố nó có bắt về được. Nhưng cuối cùng là Việt Nam đã mang về cho quả may mắn GP. Và còn may hơn nữa là Việt Nam là có chia đôi ra. Có là như vậy. Chứ thằng Phi, cái thằng Phi mà cái lúc mà nó quả may mắn Skullagon của nó chúng nó ấy, đồ hơi khác mình một tí. Bên đấy là RPK, cũng là RPK với cả Gramas. Nhưng hai con còn lại là USP. Farmax G2 này. Nhưng hai con còn lại là S80 với cả con USP. Đúng rồi. Thực ra thì gọi là về gọi là cái cách cầm nó khác đi. RPK nó không còn là gọi là RPK Gold, nó không còn là độc nhất vô nhị nữa rồi. Cảm giác trận này bắn tá thế nhờ.